Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi với bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn giới thiệu về mình. Dạ, em xin kính chào quý vị khán giả. Em xin chào các vị khán giả từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, và từ bà ngoại cho đến trẻ con, và từ thằng đang cầm cái lon cho đến em bé đang cầm bim bim. Và cuối cùng em chào anh quay phim ạ. Quên chào cô bên kia. Em xin chào trước là anh Quyền Linh và chị Cát Tường, và đến là bạn nữ bên kia. À đó, cái cô đó mới quan trọng đó. Em tên là Huỳnh Quang Phong ạ. Năm nay em 27 tuổi. Em đang làm nhân viên kinh doanh bên một công ty và đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê em ở đâu Phong? Dạ em Tiền Giang anh. Ủa sao kỳ vậy? Như vậy là cũng có biệt tài ha. Mà làm công việc gì? Dạ nhân viên kinh doanh. Rồi mời bạn gái giới thiệu. À, lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh, bạn trai kế bên và quý vị khán giả đang có mặt trong ngày hôm nay. Em tên là Hà Thị Nhi, năm nay em 22 tuổi, hiện tại đang là nhân viên kinh doanh. Ờ, quê mình ở đâu cơ? Dạ, quê em ở Thanh Hóa, em vào đây cũng được 18 năm. 18 năm, dạ. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em có cái điểm mạnh đó chính là khả năng thích ứng với lại mọi môi trường, thảy vào đâu em cũng có thể sống được. Rồi quá tốt. Thêm vậy, một cái nữa là béo tốt. Béo tốt. Rồi có đó khỏi giới thiệu. Rồi vậy thì những cái nhược điểm của mình. Nhược điểm của em là em không có khả năng nhớ tốt. Não rất là cá vàng. Em đi đường nhưng mà phải đi nhiều lần thì em mới nhớ được, chứ một lần hai lần em sẽ không thể nào nhớ được cái tên đường đó. Tìm trên Google Maps mà còn đi không được nữa, lại phải hỏi người ngoài đường. Đi tới đâu hỏi tới đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì bên kia là có khả năng dễ thích nghi, thì em thì là dễ sinh tồn, để đâu em cũng sinh tồn được. Điểm yếu của em thì trước tiên là em nói chuyện hơi vô duyên một xíu. Thứ hai là đặc biệt là em do em quá sâu sắc. Hơi vô duyên, có quá sâu sắc nữa hả? Dạ. Vô duyên một cách sâu sắc. Dạ, quá sâu sắc là quá xấu đó chị. À sâu sắc xấu hả? Vừa dạ, xấu mà vừa rồi, vô dạ. Duyên nó chắc chết quá. Người ta nói là đẹp mới được đóng vai ác, còn ông vừa xấu mà ông vừa đóng vai vô duyên nữa. Nói chung không có vô duyên đâu, em có duyên đó. Nãy giới thiệu người ta cười mà. Dạ, tự khiêm tốn quá thôi. Dạ. Xin lỗi, bên đây cũng có duyên lắm à. Rồi. Em trải qua mấy mối tình rồi Phong? Dạ, em thì em trải qua là khoảng 4 mối tình trong. Dữ à? Dạ. 4 mối hả? Dạ. Mối dài nhất là nhiêu? Dạ mối dài nhất của em là 7 năm. Trời ơi. 7 năm. Mối tình đầu tiên của em là em quen năm em 15 tuổi thì tới năm 22 tuổi là chấm dứt. Rồi 15 tuổi biết yêu rồi, dạ. Nhất quỷ. Mối tình dạ. Ít nhất là mấy năm? Dạ mối tình ít nhất là khoảng 6 tháng. Họ mà quen lâu vậy rồi lý do sao chia tay? Giống như là bạn nữ đó là thời thanh xuân của họ, còn em thì em lo về sự nghiệp của em hơn. Chưa ổn định nên cái mối tình đó phải chia tay. Đúng không? Dạ. Bây giờ ổn định chưa? Để quen nữa thì chia tay nữa. Dạ bây giờ cũng mấp me ổn định rồi. Trời đất ơi trời, 4 mối tình ổng chưa ổn định, ổng chia tay rồi. Tới mối thứ 5 mà ổng cũng mới mấp me ổn định. Vậy là mấp me chia tay nữa hả cưng? Dạ. Hay là có dạ. Cái gì, lý do gì sâu sắc mà không dám nói ra? Chứ làm gì mà 4 mối tình nào cũng do công việc rồi chia tay hết hả? Do công việc là nói chung là cái mối tình đầu tiên thôi. Còn cái mối tình mà nó hơi kỳ cục một chút xíu á, là cái này chắc anh Linh chắc hiểu chứ hả? Là do cái bạn đó là có nhiều lông tay quá. Có gì? Nhiều lông mắt mới chia dạ. Tay. Tự nhiên nhiều lông. Không cái đó cái... Ủa có lông có liên quan với tình yêu đâu mà phải chia dạ. Tay. Nó kỳ. Ôi. Lắm anh. Vậy chứ cái lúc em mới quen em không thấy người ta dạ. Có lông hả? Dạ lúc mới quen đeo găng tay chị ơi. Vô lý. Tại sao vậy? Ủa, tình yêu mà cái gì có lông là bỏ nhau là sao? Đòi hỏi nhiều quá anh. Đòi hỏi gì? Dạ đòi hỏi cái chuyện gia chạm. Hỏi sinh lý hả? Dạ. Rồi em chịu không nổi. Em còn phải lo đi làm nữa chứ anh, chúng lẽ bây giờ ngày nào cũng phải dậy chị. Trời đất ơi. Có vậy luôn hả? Có luôn á. Vậy ý giờ là em muốn anh tìm người yêu là không có lông đúng không? Trụi luôn đi cũng được. Hả? Trụi luôn cũng được. Trụi luôn trời ơi trời. Hồi đó giờ tôi mới thấy trường hợp đi tìm người yêu là trùi lũi luôn cũng được. Ủa gì kỳ vậy? Quay qua coi. Này không lạ thiệt ta. Dạ. Thiệt luôn hả? Dạ. Tìm mẹ. Người yêu không có lông. Khó rồi nha. Trời đất ơi. Thôi vụ này bên đó lo đi.
Nói chung là tất cả mối tình thì em cần một cái là hai bên đều phải đồng cảm với nhau và nó bù đắp cho nhau những cái gì đó. Chứ bây giờ nếu như mà khơi khơi mà để có một cái điểm khiếm khuyết của bên kia hay là khiếm khuyết của gì bên đâu em. Người ta có lông tai mắt gì đâu khiếm khuyết. Thì vậy là em mới khiếm khuyết á, vậy là em là bị yếu. Dạ. Em bị yếu. Chưa chắc chị. Chứ sao mà tự nhiên người ta có lông tai rồi chia tay với người ta? Tại vì giờ một tuần không lẽ 6 ngày bây giờ phải lo đi làm chứ chị. Thôi tôi cũng không biết mà. để tôi hỏi cô bên này chút xíu để tôi kiểm tra coi. Đưa tay coi. Không, không sao, cái này vừa phải. Em mấy mối tình rồi cưng? Em thì chỉ có một mối tình gà bông thời còn đi học. Vài tháng thôi, tại vì lúc còn đi học. Sau đó thì cũng có những gọi là thoáng qua thôi, chiều mua bay thôi. Em cũng không thấy thích ai. Em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Em thì sống thử hả? Em nghĩ cái đó là một suy nghĩ hiện đại, nhưng mà đối với em thì em không suy nghĩ như vậy. Em nghe câu chuyện của bạn trai này kể về cái mối tình mà có bạn gái tai nhiều lông đó thì em thấy như thế nào? Em thấy cái việc tay nhiều lông thì nó cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà cái vấn đề nó nằm ở chỗ là thì đó, cái thì nhu chị, cầu của chị đó. Mình nói vậy cho nó dễ. Em thì em không có nhu cầu đó. Trước hôn nhân là mình sẽ không có ăn cơm chiếc kẽn đó, cho nên là cái vấn đề đó nó sẽ không giống như cái chị nhiều lông. Nhưng mà nhiều khi ảnh vậy đó, ảnh ăn cơm chiếc kẽn ảnh mới biết ảnh chịu không nổi, ảnh mới chia tay. Rồi giả tỷ như mình không có gì hết cho nên mình không có quan điểm sống thử, tới hồi mình lấy nhau về rồi mình mới phát hiện ra là mình cũng chịu không nổi, lúc đó mình chia tay coi như là bị gãy đổ một lần. Gãy đổ một lần cũng khó quá ha. Dạ. Tùy theo cái suy nghĩ. Mình cho qua cái chuyện nhạy cảm này. Rồi qua thôi, bây giờ để hỏi bạn này. Ê bạn muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Gương mặt ưa nhìn, thân hình bao bọc cân đối chút xíu, có hiếu với bà mẹ là được rồi. Công việc là chắc chắn là ổn định chưa? Dạ, nó ổn định. Nếu mà ngoài mấy cái lý do kia ra là không có cái lý do gì chia tay hết đúng không? Dạ. Thôi được rồi. Ây da, hoang mang quá. Anh qua anh coi đàn gái coi sao. Gấu nhiều lông quá nha. Chào em gái. Chào em, chào anh Huy Linh. Dễ thương quá, gương mặt phúc hậu quá. Em cảm ơn ạ. Nãy giờ em nghe chàng trai bên kia nói chuyện, em cảm giác có một cái điểm nào đó hợp với mình không? Bạn khá là vui tính. Em rất là thích người vui tính. Em cũng là một người khá là vui tính. Bạn đó là một người rất là vui tính, rất là dễ thương. Có điều cũng những cái điều nó hơi nhạy cảm chút xíu. Đôi khi cái chuyện đó nó cũng quyết định cái hôn nhân hạnh phúc nữa. Dạ. Mình lớn hết rồi mình cũng ngửa bài như thế cũng hay ha. Dạ đúng rồi. Em có phải tiếp người lãng mạn không? Em cũng là tiếp người lãng mạn. Em có lãng mạn không? Dạ có, anh lâu lâu nó cũng hơi lãng xẹt chứ. Em thích cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em diễn tả chi tiết cho Linh Anh. Em thích một người có vẻ ngoài to cao một chút. To cao nhưng hơi yếu. Có to nhưng chưa cao lắm. Trai sao muối không bạn? Dạ không cần đâu ạ. Cái điều đó nó không có quan trọng. Gì nữa? Tính tình chững chạc, vui vẻ như anh này cũng được. Em không thích điều gì ở những người đàn ông? Nhậu nhiệt xong rồi nói tùm lum tùm la, nói nhiều thứ. Râu ria, ví dụ như người ta sẽ có râu quai nón, nhìn rất là thời trang, nhìn rất là nghệ thuật. Thì để không sao, nhưng có nhiều người vài cọng li thi để nhìn dơ giấy, nhìn nó không có được sang. Bên lông bên râu. Dạ, ý là này là theo cảm nhận của em thôi, em cảm thấy như vậy. À, râu nhiều là được. Dạ, mà ý là người ta nhìn vào người ta cảm thấy, nhìn nghệ thuật, đẹp, chấp nhận được. Còn ví dụ như thích để râu nhưng mà không thể mọc râu được, mà chỉ có một vài cọng. Giống như râu cá trê, dạ, 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 cọng lên của em không? Dạ, nhìn nó rất là kém sang. Thôi được rồi, có râu thì phải gọn gàng. Dạ đúng rồi. Có lông thì phải lông ít. Đó là yêu cầu của hai bên. Dạ. Có cái gì không chịu, không ưng ở người phụ nữ không? Có lông đó. Trời ơi, bỏ cái đó qua đi. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi cùng đi. Dạ. Bây giờ em đi với ai? Hôm nay em đi với ai? Em đi với hai người bạn thân của em. Chào em gái. Dạ, em xin chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường, chào bạn Phong và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Nhi là một người khá truyền thống, tất cả các công việc bếp núc, nhà cửa đều do một tay Nhi chăm sóc gia đình. Em thấy bạn nam khá là thoáng trong cái mối quan hệ của mình. Em rất là quan ngại về cái vấn đề thoáng của anh. Nhưng mà em nghĩ là hai bạn nên cho nhau một cái cơ hội để mình cùng tìm hiểu. Dạ, em xin hết. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với em gái của em, gái ruột. Em gái ruột đó hả? Dạ. Con chào chú Huyền Linh, con rồi, chào cô Cát Tường. Em chào chị. Em chào mọi người khán giả ở đây. Anh em là một người vui tính. Hồi nhỏ anh rất là vui tính, nhưng mà bây giờ càng lớn em không biết sao anh càng ngày nói chuyện càng thiếu muối.
lạc quá ha Cường ha. Em thấy chị với anh hai em có gương mặt hơi giống nhau. Ồ. Có bên nên bấm nút hay không? Cái đó là tùy vô quyết định của hai anh chị. Rồi, rồi cảm ơn con. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Thôi bây giờ như vậy, chúng ta gặp mặt xem chúng ta có hợp lý hay không. Hợp ý chúng ta bấm nút ha. Rồi. Để tạo cơ hội cho nhau. Kéo rào. Rồi, em gửi cho em. Dạ, chào anh ạ. Chào anh Phong. Rồi, em, chào em hỏi một câu được không ạ? Anh có thích chó lông xù không? Cái gì? Chó lông xù hả? Dạ. Người ta không thích lông mà họ thích chó lông xù không? Không, chó lông xác thì em thích hơn. Tại anh lông xù lông nên... Thấy chưa, nó biết, câu trả lời còn hỏi nữa. Nó có nuôi chó thì cũng cạo sạch lông à. Từ trước tới giờ á, là Nhi có trải qua những mối tình thì Nhi ghét đàn ông nhất ở điểm nào? Thùng rỗng kêu to. À hả? Nói nhưng không làm. Cho nên là đến giờ em cũng không có mối tình nào gọi là sâu sắc. Vậy thì có vẻ là hình như là Nhi chắc cũng khá là khó chứ hả? Em cũng nghĩ không có khó lắm đâu, chỉ có vấn đề đó không. À, anh Phong nghĩ sao về người bạn gái mà có thân hình ngoại cỡ? Đối với Phong thì cái duyên cái số, quan trọng là hợp nhau. Cái hình thể này kia thì tùy cảm giác của mỗi người thôi. Em hỏi cảm giác của anh Phong, ý là anh Phong cảm thấy như thế nào về người bạn gái ngoài cỡ? Anh có thấy thích hay không, hay là anh cảm thấy cũng được, hay là đó không phải là gu của anh? Nói chung là tùy duyên đi Nhi ha. Phong có cảm giác là Nhi đang tự ti về cái thân hình của mình, và cho nên là Nhi mới hỏi Phong câu đó. Đối với Phong quan trọng nhất là phải có hợp với nhau, phù hợp với nhau. Những bạn trai khác á, trước á, là Nhi có hay đi nhậu với họ không? Thì chưa bao giờ. Chưa bao giờ luôn chưa hả? Giờ. Bạn trai đó là có đi mua sắm với Nhi không? Mua sắm hả? Chắc chưa đâu. Người ta chưa có mối tình, ta có mối tình thôi, có đi học hả? Đâu ra ai mà dẫn đi. Em muốn có một người vợ tương lai như vậy nè chị. Ví dụ như em đi công việc, em có với lại bạn bè này kia đó, thì là người vợ á, đi chung để kết thúc cái cuộc nhậu đó càng sớm càng tốt. Vậy thì càng tốt, em cũng thích kiểu vậy. Khi mà vợ em mà đi mua sắm á, em cũng muốn đi chung. Kìm hãm lại sao? Không phải kìm hãm lại, để kết thúc cái cuộc mua sắm đó càng nhanh càng tốt. Trời ơi, vậy chỉ là kèm hãm mà không chịu nữa. Người đàn ông nào cũng sợ người phụ nữ đi vô mua sắm, tại không sao có vậy? Nha, không có nha, không có nha. Không có người đàn ông nào sợ phụ nữ mua sắm đâu. Đâu phải người phụ nữ nào phải mua hết tiền của chồng đâu mà phải sợ. Dạ không phải là sợ cái chuyện đó, sợ chờ lâu đó anh. Những người mà sợ chờ lâu thì mình cứ vô mình kết thúc trước đi. Phong ơi, Phong. Hát bài cho vui cái coi nào. Cái câu chuyện ngày hôm nay thì nó cũng dài rồi ha. Mỗi đứa hát một câu gì đó cho nó vui vui để tạo được ấn tượng nhau, rồi bắt đầu mình suy nghĩ mình bấm nút. Em thì em hát không hay, nhưng mà khi mà nghe được một bài nhạc nào đó mà em cảm thấy em thuộc và em thích thì em sẽ hát theo. Em thử hát một bài em nào hát đó. Theo một bài hát tặng cho Phong đi. Ừ. Dạ ok. Cho bạn ấy xin một tiếng nhạc. Rồi. I love you la 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 la. Cho em xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại. Cho đứng lên em luôn. Theo anh nhé, theo anh đến tận cùng của hạnh phúc. Yêu em nhé, my baby boy. I love you la 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 la. Anh sẽ mãi là người che chở cho em không hề tách rời. Tay anh đây hay nắm tôi sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. Hát nhép, hát nhép và hát thiệt vậy. Dạ hát nhép. Dễ thương. Nếu chúng ta cảm nhận người đối diện làm cho ta rung động, làm cho ta xao xuyến thì chúng ta bấm nút. Còn không, chúng ta cảm thấy không rung động, không phải đối tượng của mình thì đừng bấm. Suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Không thấy thế nào? Dạ. Nếu như mà hồi nãy mà mở cái rèm ra có một tiếng sét là có thể là mọi chuyện nó đã xong.
Vẫn chưa tiếng sét nào hết. Ok. Dạ. Đúng rồi, không có tiếng sét mình không bấm. Chúng tôi tôn trọng cái quyết định của hai bạn, không vấn đề gì cả. Hôm nay rất là nhiều người đang theo dõi chương trình, có thể là có những cô gái sẽ bấm nút cho bạn, những chàng trai sẽ bấm nút cho Nhi. Và chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Đó là những cái cảm xúc rất chân thật khi đến tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.